Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ hai ngày 31 tháng 7. Sáng ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố. Hiện cả nước thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 429 cơ quan ở cấp huyện, 3.437 cơ quan ở cấp xã, tinh giản biên chế 361 cán bộ công chức cấp huyện, 6.657 cán bộ công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 2.008 tỷ đồng, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Hội nghị quán triệt các nội dung kết luận số 48 KLTU của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, hướng dẫn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Việc ra soát bổ sung thực hiện các chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tham luận tại hội nghị về kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và lộ trình phương án giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Sau 3 năm sắp nhập đơn vị hành chính, hệ thống chính trị ở các địa phương được kiện toàn, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Góp phần giảm chi ngân sách do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên 85,346 tỷ đồng. Cụ thể, sắp xếp 6 trên 13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 3 huyện, tỷ lệ giảm 23,7%. Sắp xếp 76 trên 199 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 38 xã, tỷ lệ giảm 19,1%. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, cấp huyện giảm 173 người, dôi dư 37 người. Cấp xã giảm 667 người, dôi dư 128 người. Dự kiến kết thúc năm 2024, số lượng cán bộ công chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh gặp một số khó khăn như thiếu hụt nguồn cán bộ trẻ do hạn chế công tác tuyển dụng, tác động về mặt xã hội. Việc giảm số lượng đơn vị hành chính dẫn đến giảm mức đầu tư các chương trình, chính sách có cơ chế phân bổ theo đơn vị hành chính so với giai đoạn trước, giảm vốn cho huyện nghèo, giảm 100 tỷ đồng trên một năm. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm xây dựng ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện việc xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện chính sách hỗ trợ một lần đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, tương tự như định mức hỗ trợ một lần đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ngành phải giải quyết chỉ đạo, điều hành, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sao cho linh hoạt, bài bản, khoa học, không vội vàng, nóng vội, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với tình hình đất nước, địa phương theo từng giai đoạn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức và hành động, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện. Các bộ ngành địa phương ở trung ương và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính, đảm bảo theo lộ trình, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai minh bạch, khách quan, dân chủ. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sẽ dồi dào nhân lực, cơ sở vật chất. Sau đó phải xử lý linh hoạt, phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, đô thị, nông thôn, gắn với đổi mới bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, mang lại hiệu quả chung cho đất nước, nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, nhân dân và các chủ thể có liên quan.
Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đang có chuyến công tác tại thành phố New York, Mỹ để tìm hiểu thị trường, xúc tiến, triển khai các chương trình hợp tác phát triển kinh tế thương mại với Hoa Kỳ, cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đến thăm và làm việc với Phái đoàn Thương mại Việt Nam tại New York, đoàn đã được thông tin về các hoạt động của Phái đoàn Thương mại. Theo đó, cơ cấu tổ chức, sự tham gia của phái đoàn trong các hoạt động của các ủy ban thuộc Liên Hiệp Quốc. Các hoạt động đối ngoại đa phương và song phương, nhất là công tác hỗ trợ các địa phương xúc tiến và kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng của nước ngoài vào Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư của Việt Nam vào thị trường New York. Được biết, tiểu bang New York cũng là một trong những tiểu bang hoạt động rất hiệu quả trong công tác bảo tồn các loại di sản. Đây là một cơ hội để đoàn công tác tỉnh Cao Bằng nghiên cứu và học tập kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản. Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác và đầu tư giữa Việt Nam, Hoa Kỳ nói chung và tỉnh Cao Bằng với doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng. Kêu gọi đầu tư nước ngoài từ các đối tác Hoa Kỳ đầu tư vào tỉnh Cao Bằng. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng những năm vừa qua và định hướng trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Giới thiệu tiềm năng của tỉnh Cao Bằng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, dịch vụ du lịch, miền đất, con người tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng muốn nghiên cứu tìm hiểu về công tác quản lý, cơ chế vận hành, hợp tác, phối hợp của Mỹ và Canada trong việc khai thác phát triển du lịch và phát huy giá trị của thác Niagara Falls, một trong những thác nước lớn và đẹp nhất thế giới, nằm trên đường biên giới hai nước. Qua đó, có thể sớm hoàn thiện cơ chế chính sách hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc, đồng thời đề nghị Hội đồng Thương mại New York Việt Nam giới thiệu các doanh nghiệp sang thăm, tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Cao Bằng, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của New York. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh bày tỏ sự chào đón nhiệt tình và trọng thị mà Phái đoàn Thương mại Việt Nam tại New York và Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York đã dành cho đoàn công tác. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác của nước ngoài, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực tiềm năng, đồng thời là cầu nối thông tin cho các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tiếp tục quảng bá văn hóa con người Cao Bằng tới bạn bè quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và là mục tiêu hướng tới của các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong năm 2023. Chuyến công tác lần này thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tìm kiếm hướng đi mới, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 31 tháng 7, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức hội thảo cuốn sách lịch sử Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1989-2022. Dự buổi hội thảo có đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ. Cuốn dự thảo lịch sử Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng dày 156 trang, gồm 6 chương, được chia thành 3 phần. Phần 1 giới thiệu về sự ra đời và các hoạt động phong trào Hội Cựu Chiến binh tỉnh trong giai đoạn đầu thành lập. Phần 2 biên niên những sự kiện lịch sử quan trọng, phản ánh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội trong giai đoạn mới, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng và phong trào đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phần 3, khái quát về các kỳ đại hội, ban chấp hành tỉnh hội, chân dung các đồng chí lãnh đạo hội qua các thời kỳ, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung thảo luận bố cục sách, cách phân kỳ nội dung, cung cấp, bổ sung tư liệu về các hoạt động và phong trào hội qua 32 năm xây dựng và phát triển. Cuốn sách được xuất bản có ý nghĩa lớn đối với cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống, phát huy bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, tiếp tục xây dựng các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vừa qua, câu lạc bộ SOS Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí cho 241 lượt người ở xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm. Tại buổi khám chữa bệnh, các y bác sĩ đã thăm khám nội khoa tổng quát về huyết áp, khám mắt, tai mũi họng và tư vấn các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, cấp thuốc miễn phí như vitamin, thuốc bổ phế, thuốc tăng sức đề kháng, thuốc kháng sinh. Tổng kinh phí cho chương trình khám bệnh là 24 triệu đồng. Kết quả khám sàng lọc,
không phát hiện bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động hàng năm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt thời gian đi lại cho nhân dân vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai đề án 06 hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên app VNID cho người dân, kết hợp tuyên truyền ngày phòng chống mua bán người, tuyên truyền tác hại của ma túy để nâng cao nhận thức cho nhân dân, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, buôn bán người. Nhân dịp này, câu lạc bộ SOS tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đến thăm hỗ trợ 6 triệu đồng cho bé Lô Hải Nam tại xóm Tổng Hoàng, xã Quảng Lâm đang điều trị bệnh máu trắng. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh phải trở thành điển hình của cả nước trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp để nhân rộng ra cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua. Bên cạnh thành tựu là cơ bản, Thủ tướng cũng nêu rõ một số vấn đề tỉnh cần nỗ lực khắc phục như tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm giảm sâu tới hơn 12%, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng giảm hơn 16%, công tác giải ngân đầu tư công còn chậm, công tác quy hoạch cần khẩn trương hơn, hạ tầng kết nối vùng còn hạn chế. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 8 quan điểm chỉ đạo điều hành, trong đó Bắc Ninh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên phát triển dựa vào con người, truyền thống văn hóa lịch sử, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ngành mới nổi. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tăng cường phân cấp phân quyền, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng cũng nhấn mạnh 10 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tỉnh cần thực hiện tốt công tác quy hoạch để giải tỏa những ách tắc hiện nay, chậm nhất trong tháng 9 tới phải hoàn thành quy hoạch tỉnh, trong đó phải cập nhật quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm thành lập trường đại học xứng tầm với thành phố Bắc Ninh trong tương lai, thành phố vệ tinh của thủ đô, bảo tồn phát huy các di sản giá trị văn hóa đậm đà bản sắc vùng đất Bắc Ninh, biến di sản thành nguồn lực để gắn với phát triển du lịch và công nghiệp hóa, chú trọng bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Tối ngày 30 tháng 7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023. Từ 119 hồ sơ tại 40 tỉnh, thành phố gửi về, qua 3 vòng bình chọn, đã chọn ra 81 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Cùng đó, bỏ phiếu kín bình chọn 10 ứng viên xuất sắc nhất để trao danh hiệu top 10. Theo ban tổ chức, danh hiệu của các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã tạo ra doanh thu năm 2022 đạt 1.698 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 104 tỷ đồng, nộp ngân sách 39 tỷ đồng. Việc bình chọn, tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 càng có ý nghĩa hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ, vẫn theo đuổi khát vọng khởi nghiệp. Qua 7 lần triển khai, chương trình đã trao danh hiệu cho 557 doanh nhân trẻ và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của thanh niên và giới doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong cả nước. Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ tôn vinh, cùng ngày đã diễn ra tọa đàm với chủ đề Lintolit, có sự tham gia của các diễn giả uy tín trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và khởi nghiệp. Tọa đàm là nơi các diễn giả và hơn 200 đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý trong sản xuất kinh doanh và chặng đường khởi nghiệp của bản thân, góp phần giúp mỗi doanh nhân trẻ luôn vững bước trên con đường khởi nghiệp. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại thông tư số 37 ngày 7 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, phí sát hạch lái xe tăng thêm từ 40.000 đồng đến 180.000 đồng, trong khoảng từ 10 đến 50%, đồng thời bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Cụ thể, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng trên một lần, sát hạch thực hành là 70.000 đồng trên một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F, gồm phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng trên một lần, tăng 10.000 đồng, so với mức cũ là 90.000 đồng trên một lần.
sát hạch thực hành trong xa hình là 350.000 đồng trên một lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng trên một lần. Sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng trên một lần. Sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng trên một lần. Như vậy, so với mức thu lệ phí hiện hành được quy định tại thông tư 188, mức thu mới sẽ tăng từ 10 đến 50%, đồng thời bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng. Ngoài lệ phí sát hạch lái xe, mức lệ phí cấp giấy phép lái xe và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện cũng được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Cụ thể, mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng trên một lần. Viện Pasteur TP.HCM cho biết vaccine tay chân miệng đang được phối hợp nghiên cứu đã đi đến những giai đoạn cuối cùng. Mặc dù thời gian có thể đưa loại vaccine tay chân miệng vào sử dụng còn chờ phê duyệt, nhưng những thông tin bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan. Nhóm chuyên gia Viện Pasteur đã phối hợp nghiên cứu vaccine tay chân miệng tại Việt Nam giai đoạn 3 trong vòng 3 năm tại tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, hai địa phương được chọn thử nghiệm là nơi có dịch bệnh lưu hành cao. Kết quả nghiên cứu giai đoạn 3 đã cho thấy hơn 96% trẻ được tiêm vaccine đều không mắc tay chân miệng, có chủng virus gây bệnh nặng là EV71. Kết quả này được các chuyên gia kỳ vọng sẽ giúp sớm có vaccine lưu hành để phòng bệnh cho trẻ. Theo nghiên cứu, lịch tiêm của trẻ là được tiêm 2 mũi, cách nhau 2 tháng. Các chuyên gia đánh giá nếu vaccine hiệu quả và đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm gánh nặng mà dịch bệnh này mang lại mỗi năm. Dựa trên hiệu quả có được và quá trình thử nghiệm lâm sàng, nhà sản xuất đã gửi hồ sơ đăng ký phê duyệt. Nếu được phê duyệt, đây là vaccine đầu tiên tại Việt Nam phòng EV71. Chuyển sang tin quốc tế, số người tử vong do liên quan đến nhiệt độ cao ở Hàn Quốc đã tăng mạnh lên 11 người vào cuối tuần qua, trong đó có những ca được xác định là tử vong do nắng nóng cực đoan. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 3 ca tử vong liên quan nhiệt độ cao được ghi nhận trong vòng hơn 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7, trước thời điểm cuối tuần vừa qua. Trong ngày 30 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc thông báo duy trì cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước. Trước đó cùng ngày, KMA đã nâng khuyến cáo sóng nhiệt ở nhiều vùng lên mức cảnh báo. Hàn Quốc ban bố cảnh báo sóng nhiệt ở hầu khắp cả nước từ ngày 25 tháng 7. Nhiệt độ ban ngày đo được ở các thành phố như Seoul, Daegu, Gangneung lên tới 35 độ C, trong khi ở hầu hết các địa phương nền nhiệt vào khoảng 33 độ C. KMA khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời, nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì tránh khoảng thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.